Hello anh em, thì xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Xích Kẹo. Ok, theo yêu cầu của các bạn, hôm nay chúng ta sẽ lại có một trận game tử chiến nha mọi người. Rồi nha, hiện tại thì mình đang mang cái con nhân vật Avaro. Và quan trọng là hôm nay lại nổi hứng đó là cầm lựu đạn và cân ôn tim địch luôn. Ui, vãi, mới vào đã gặp thằng nào nằm luôn như này. Đậu xanh anh em. Rồi nha các bạn ơi, chuẩn bị, let's go thế nào. Qua đây kiếm người coi, xem thằng nào lào nháo cái cho nó lên bảng điểm số luôn. Cần gì phải nói nhiều, đúng không nào mọi người? Hello hello. À đây rồi. Đùa tao đấy à? Ăn liệu đi em ơi. Ui dồi ôi thằng này. Thằng này gục chắc luôn anh em ạ. Nào, đấy biết ngay mà. Chú chơi với lại con nhân vật Avaro thì die sớm là đúng rồi nhá. Xong luôn first blood. Ui, vãi. Làm gì nhau? Tầm này thì mình hết liệu rồi anh em ơi. Thế thì đấm tay luôn. Đùa, mày đâu? Đây à? Đùa nhau à? Đùa nhau à? Xong, double kill, ngon lành. Rồi nha mọi người, anh em thấy đơn giản không ạ? Tình hình là tầm này thì mình nghĩ ra một cái ý tưởng, đó là xin lựu đồng đội anh em ơi, để đáp cho nó nhiều. Này, mấy đứa kia, lấy tiền mua lựu đạn cho anh nhanh. Nhanh, mấy thứ này. Nhanh, lấy tiền mua lựu đạn, nhanh. Tiền đâu, mua lựu đạn. Ơ đậu xanh. Ơ, vai thật. Có tiền không mua lựu đạn ấy. Đậu xanh. Mấy thằng nó nhây vai luôn anh em. À mà cơ bản là mình có mở mic méo đâu. Chơi đùa anh em xíu. Rồi nha anh em, lát tôi mở mic tôi xin lựu đạn cho anh em. Ui, chạy đi em. Chạy nổi không? Ui, làm sao? Xong luôn, nâng một đứa này. Và first blood, ngon lành phải không nào? Rồi nha, chắc là mấy thằng còn lại thì nó ở ngay sau phía này thôi anh em ơi. Qua vả nó. Ui, làm sao? Chạy đi em. Ui, vãi. Mình tưởng thằng này nó treo máy cơ, đuổi mình luôn này. Đậu xanh, đậu xanh. Đậu xanh. Thế bây giờ chúng làm sao? Qua đây. Nào. À đủ. Căng phết luôn anh em ơi, đừng đùa thằng này. Chạy căng phết luôn này. Rồi cứ chạy đi em. À tầm này thì mình hết lựu rồi. Không sao, hạ gục nó luôn mà. Anh em thấy đơn giản không? Ê, hello my team. Mấy thằng này có lựu không? Hả? Mua lựu vứt xuống anh lượm nhanh. À đủ. Xuống nha anh em. Này, mua lựu vứt xuống nhanh. Ơ, đậu xanh. Mua lựu vứt xuống đây. Nào, nhanh em ơi anh chờ. Ơ, nó mua thằng này. Ui, mua thật luôn cả. Thôi thôi bạn ơi, giỡn xíu. Cái này người ta gọi là giao tiếp tâm linh anh em ạ. Đấy, tôi không cần mở mic luôn. Thật ra thì cái này nó là một trận đấu ngẫu nhiên mình chơi thôi. Mình không hề có mic deep code gì nha anh em. Đấy, đồng đội tự hiểu ý, tự mua lựu đạn. Thôi nhưng mà thôi, game này mình không lấy. Có gì đến game 4 lấy anh em ạ. Team mình cơ bản thì trong chế độ tử chiến này khá là mạnh anh em. Ui, cái gì đấy? Bắn nhau ghê thế, từ đây. Tôi cầm lựu trên nóc nhà cơ mà. Ui, thôi xong rồi anh em ơi, pha này ngu rồi. Pha này ngu rồi anh em ạ. À không sao, thằng kia tới số với kẹo luôn. Ngon quá nhở. Ui, vai. Phía sau kìa. Cái này mình chịu rồi anh em. Cơ bản là bị móc lốp từ phía sau thế thì khó nhai cho nó quá. Chơi gì. Rồi ok. Dẫu sao thì cũng được một kill đầu tiên. Thôi xong, chuẩn bị lên bảng đấy. Ui, thôi không sao anh em, đội mình vẫn win trận này luôn. Đây rồi anh em ơi, chúng ta có 2.600 tiền này. Mua lựu đạn trước cái đã, xong tí xin đồng đội thêm nhở. Hey, lấy tiền mua lựu đạn cho anh. Mấy bọn này, nhanh. À rồi, thank you. Ui dồi ôi, ngoan ngoãn lễ phép thế nhở. Rồi nha, ngon anh em ạ. Đồng đội thấy mình chơi Avaro tự hiểu ý, tự mua lựu đạn luôn. Đấy, cơ bản là nó thấy mình toàn xe lựu đạn thôi mà. Rồi nha, thank you. Còn 2 trái lấy nốt này, 37 trái rồi. Ngon lành, thank you so much. Ok. Còn không? Chắc là hết rồi anh em ơi, tiền đâu mua lắm. Rồi mọi người, với bao nhiêu đây? 37 trái lựu, tha hồ đáp lựu luôn. Rất là đã anh em ơi. Rồi nha, chúng ta let's go now. Lo gì, nhiều lựu đạn thế này cơ mà. Nhưng mà địch đâu nhở? Nhiều lựu vãi cả trưởng ra rồi anh em. Địch lại không thấy đâu.
Đùa nhau, các ông tính đùa tôi đúng không nào? Ui, vãi thế, không thấy địch anh em ơi, chán vậy. Đâu rồi, phía sau này không có này. Thế thì chúng nó ở đâu ấy nhở? Đào đâu ra địch bây giờ? Ui, solo king thế. Gì vậy? Làm sao mà đã bị hạ gục vậy? Hình như là chúng nó ở trong phải không nhở? Ở trên này mình nghĩ là không phải đâu. Cứ thử xem. Anh em ơi, chờ tôi tí nhá. Tôi lượn lờ sang phía sau này cũng không có này. Kiểu này khả năng cao nó ở trên anh em. Lên luôn. Nóng lắm rồi. À đây à? Đậu xanh đùa nhau. Ăn đấm đi em ơi. Ui, ui, kinh thế nhở? Sợ quá. Ơ mà, quên mất tiêu luôn anh em. Ui, lựu đạn còn nguyên 37 trái này. Vai ngon nhở. Trời ơi, anh em thấy không ạ? Tha hồ anh em câu lựu ăn mừng luôn này. Rất nhiều lựu luôn. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Các bạn đã thấy mình ngầu chưa? Rồi nha. À, anh em ơi, nếu như mà các bạn thấy video của Kẹo hay thì các bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là chia sẻ video giúp Kẹo nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đến với một trận đấu tử chiến tiếp theo. Tầm này thì mình lại xin lựu đạn thôi. Này, mất thế này. Mua lựu đạn, vứt xuống đất anh lượm, nhanh. Nhanh. Tầm này thì mở mic nói chuyện với chúng nó cho nó gấu anh em ạ. Nào, nhanh nào. Ui dồi ôi. Trận cũ thì mấy thằng đồng đội không cần mở mic tự hiểu, còn trận này là mở mic lên, mấy đứa chả nói gì. Thế thì mình tắt mic đi chứ để làm gì anh em. Để nó hơi ổn. Rồi nha, let's go. Qua bên phía này. Làm sao thằng nào giúp trong nhà này hả? Ăn lựu đi em ơi, anh có 2 trái lựu thôi. Nhưng mà anh vẫn rất là tự tin nhá. Anh cho chú sơi luôn 2 trái này, làm sao đây à? Ui, 1 trái này, trái thứ 2 này, chuẩn bị. Knock đi em ơi. Ui. À đủ. Thằng này, vào nhà cơ, mày đùa ta đấy à? Mày này, cũng chơi lựu cả, đùa nhau, thích chơi lựu cả. Ui, cầm lục cả, anh lại sợ chú quá. Nào, đứng lại. Ui, chưa gì đã knock rồi. Thanh niên gì mà yếu thế nhở? Rồi anh em, nữa này, đấm nó. Mày này, yes. Nằm luôn, ui vãi. Nhưng mà may là có đồng đội support bắn rất là nhanh luôn. Tim cứng mà lại anh em. Rồi nha mọi người. Đây kẹo cuốn phun máu cái đã. Thằng cuối, đây rồi, thằng cuối đây rồi. Mày chạy nổi không em ơi? Chạy nổi không em? Yes, double kill đầm tay luôn. Đùa nhau, mấy thanh niên rơm rơm này. Làm gì có tuổi với kẹo. Ok mọi người. Đấy, mấy thằng kia có tiền không mua lựu anh? Mua lựu vứt xuống đất nhanh anh em. Nào, có tiền không mua lựu đê? Mua lựu vứt đất anh xin nào. Nào, nhanh nào. Nhanh cho nó sớm chợ nào. Nhanh lên, mua lựu cho đại ca vứt xuống đất. À đủ, ok ok. Nó mua cho được đúng mấy trái lựu. Còn tiền không, mua nốt nhanh. Đấy rồi, thank you, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. À rồi, 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 ok ok ok. Còn không? Ok, thank you. Đấy, người ta gọi là xin lựu đạn phong cách đại ca luôn anh em ạ. Nói chung là như thế thì đồng đội nó mới nể. À quên, giỡn xíu anh em. Chơi game gặp toàn các cháu. Đấy anh em nào mà rảnh vào tử chiến nha, anh em xin lựu đạn nhá. Chơi Avro cực kỳ đã luôn. Thực ra thì đồng đội anh em cứ xin là đồng đội cho thôi. Như tôi đây này, đấy. Xin vài game cái đồng đội cho luôn, lo gì đâu. Này, mày chạy đâu hả? Tầm này thì anh em không lo thiếu lựu đạn nữa. Cơ bản là anh em câu có trúng hay không chứ. Chẳng đùa, nào đứng lại. Mày này chạy nổi không em ơi? Anh nhiều lựu đạn lắm luôn nhá. À đủ, vào đây à? Úi dồi ôi, sao lại chui vào cũi chó thế này? Vãi cả hàng, đùa nhau ghê gớm. Thằng kia xanh mộ. Ngu người, ui vãi. Sao mình lại dính được nhở? Chứng tỏ là cái phạm vi sát thương từ con nhân vật Avaro gây lên khá là lớn anh em ạ. Kinh khủng phết, đừng đùa. Rồi nhá, rồi nhá, rồi nhá. Ở đây còn ai không? Ở đây còn thằng nào không? Nào, tầm này mình chỉ còn 3 trái lựu thôi. À, và team địch còn lại đúng một đứa mà lo gì anh em. Team mình còn đủ cả luôn, thôi xong. Thằng địch này chắc chắn sớm xanh mộ luôn. Nó không thể chạy được này. Ui, trong cái cũi chó này á. À đủ, vai cả hàng. Mấy thằng địch nó tếu vai anh em ơi. Không hiểu sao chui đâu không chui. Toán chui cũi chó thế này. Vai thật. Rồi anh em, đây tiếp tục mua thêm lựu đạn nhá. Xem chúng ta có bao nhiêu trái đây. 10 trái. Ấy, mấy thằng kia có tiền không? Mua lựu đạn cho đại ca. Rồi nhá đại ca, cảm ơn. Thằng này có không? Rồi. Thằng giữa. Đây đây đây. Còn không nó hết đây. Tí đại ca cho lên TV luôn. Đó, cho lên kênh YouTube luôn. Còn không? Hả? Thằng nào còn lựu đạn không? Chắc là hết rồi anh em ơi. Tôi bóc lột. Bóc lột mấy cháu con nít.
Cơ bản là anh em chơi game toàn con nít, thế nên là dễ dụ anh em ạ. Thế thì anh em cứ xin lựu đạn thì mấy cháu cũng cho anh em lựu đạn thôi, chứ chẳng có gì cả. Rồi nha anh em, chưa bao giờ kiểu cảm giác hôm nay tự nhiên thử lòng đồng đội trong team xin lựu đạn, ai cũng cho nhở. Rồi nhá thằng này, mày chạy nổi không em? À đủ, anh thì nhiều lựu đạn lắm em ơi, xem chú chạy đâu này. Rồi nhá, ba trái lên luôn. Ui, một câu hơi ngáo, nhưng mà xong, double kill luôn. Trời ơi, ngon lành. Rồi nha mọi người, chúng ta đến với game 4. Nốt trận này nếu mà chơi nghiêm túc thì chắc là win đây. Đây, mua lựu đạn, vứt đây cho đại ca, nhanh. Nào, thằng này, mua lựu đạn, bỏ ra nhanh. Ui, vai, sao lại mua bông kéo này? Đại ca bảo mua lựu đạn cơ mà, thôi đại ca cũng xin luôn. Thế làm sao, thằng nào còn tiền không? Mua nốt lựu đạn vứt đây, nhanh. Rồi nha đại ca xin, đấy khổ lắm. Như cái thằng kia nó ngáo ngáo, nó mua cả bóng keo đậu xanh, đã bảo là xin mỗi lựu đạn thôi rồi mà. Thôi được rồi. Công nhận là chơi tử chiến này xin lựu đạn vui vãi anh em ạ. Được, 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 ngon, ngon, ngon. Nào, cái nào ở dưới, anh cho các chú ăn no lựu đạn rồi nha. Đây anh em, chuẩn bị là let's go nào. Ui, cái thể loại gì đây? Mình vừa chạy ra cái, còn mỗi hai thằng còn sống này, một thằng ông này. Team địch như quần què vậy. Rồi nha, thằng kia, đai luôn. Còn hai đứa, còn hai đứa. Úi dồi ôi, mình câu lựu xương xương thôi mà. Thế cũng win được ạ. Dễ thật anh em ạ. Chết dở. À, còn một đứa ngay phía trên. Đâu rồi, đâu rồi? Bây giờ anh xem anh tìm chú nhá. Làm sao? À đủ. Ở đây đúng không? Có phải là thanh niên này là chú thích đậu đến đàn em của anh không hả? Mấy đứa công nhận là hơi bị ngoan luôn anh em. Xin lựu đạn cái cho luôn nhở. Mua lựu đạn vứt xuống đất cho đại ca nhở. Ngon nghẻ. Ok ok ok. Tôi xuống cái hình như là, á à, thằng này nó dựng rào chắn ở đây à. Ui, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thôi sao mày tới số luôn con ơi. Mày tới số luôn con ơi. À, câu hơi sẩy, câu hơi sẩy. Lại, 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 lại. Chạy nổi không em? Yes. Thằng này, đai. Ấy, nhanh. Lên cứu đại ca nhanh. Nhanh, cứu đại ca. Nhanh để ăn mừng cái nào. Ui dồi, cứu lâu thế. Chịu luôn đây. Rồi anh em, câu lựu ăn mừng nào. Đấy, xả hàng luôn, có bao nhiêu trái ném hết luôn anh em. Lo gì,